Nhìn chung, đất canh tác ở đồng bằng sông Cửu Long có cao trình thấp. Vì vậy, để trồng cây ăn trái, nhà vườn phải đào mương lên liếp. Cách làm này không chỉ nhằm thoát nước tốt trong mùa mưa và dẫn nước tưới vào mùa khô, mà còn để nâng cao tầng canh tác. Do liếp vườn luôn ở địa hình cao, nên canh tác trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều đã rửa trôi chất hữu cơ trong đất. Mặt khác, phần lớn diện tích trồng cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long đã canh tác quá nhiều năm, nên độ màu mỡ của đất đã bị suy thoái nghiêm trọng. Đất mới lên làm thì nó cũng tốt, trồng thì cũng kiếm ăn được, đâu được vài mùa gì bắt đầu là nó khi nó cũ đi, nó thối quá, nó bạc màu, nó không còn tốt nữa. Tôi đã trồng lại nhưng mà cũng vẫn là hư. Tình trạng suy thoái đất vườn, đặc biệt là nghèo chất hữu cơ, là một trong những nguyên nhân làm giảm năng suất, chất lượng trái cây hàng hóa. Hữu cơ không chỉ là tiêu chí đánh giá kết cấu, độ phì nhiêu của đất, mà còn quyết định độ thấm nước và giữ nước của mặt liếp. Cái hữu cơ là cái kho để chứa cái dinh dưỡng và nó sẽ phóng thích từ từ để cho cây sử dụng. Và thứ hai nữa, nó mang tính chất rất quan trọng, giữ ẩm và thoát ẩm, thoát nước là chỉ có hữu cơ làm được thôi. Cái cây mà nếu không phân hữu cơ thì mình đưa phân khoa học vô thì vi sinh nó tan, không có chỗ nào để bám được hết trơn. Bắt buộc mình phải xài hữu cơ. Nếu mình không có hữu cơ thì phân mình đưa vào thì nó sẽ rửa trôi hoặc nó thẩm thấu vô đất hoặc nó sẽ bốc hơi đi. Từ lâu các nhà nông học luôn khuyến cáo nông dân phải bổ sung hữu cơ cho đất vườn. Đây là cách làm hiệu quả, không chỉ giúp cây trồng hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng mà còn góp phần giảm thiểu tiến trình suy thoái chất hữu cơ trong đất. Cỏ bây giờ chúng ta không có nên dùng cuốc, dùng phản, dùng chét gì đó mà để làm sạch lắng bóng, mà chúng ta phải giữ lại cỏ trong vườn và chúng ta quản lý nó. Cái giữ quản lý ở đây là khi mà trong những cái thời điểm mà mùa mưa mà cỏ lên nhiều đó, bà con phát ngang cách mặt đất như thế này thôi, để rồi chúng ta trả lại cái chất hữu cơ trong đất. Đâu bà con thử xem cái chỗ nào mà cỏ vườn nó có đó thì bà con thấy là trùng ở trong đó rất nhiều, tức là cái con trùng nó lại là có lợi cho cái đất của mình đó. Cái chất hữu cơ mà do sắt bã của cái cây trồng của mình nó trôi xuống ở dưới này và đồng thời cái phù sa ở ngoài sông nó đưa vào đó. Bây giờ hàng năm như vậy đó, vào mùa nắng, bà con đưa cái bùn đá mương nó lên trên cái mặt liếp như thế này. Bà con tráng một cái lớp mỏng khoảng từ 3 cho tới 5 phân. Mà lưu ý cái chỗ là bà con chỉ dùng cái lớp bùn nhão thôi chứ đừng có lấy lớp đất cái bên dưới. Và đồng thời bà con như vậy là làm ở trong cái mùa nắng chứ không nên làm ở trong cái mùa mưa. Thì như vậy là chúng ta cũng trả lại cái gọi là cái chất hữu cơ cho cái đất liếp vườn cây ăn trái. Ngoài kỹ thuật canh tác thì sử dụng phân bón phù hợp cũng là giải pháp hiệu quả mà nhà vườn cần phải quan tâm nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng trái cây. Bà con có thể là dùng những cái xác bã thực vật rồi động vật mà mình có được, bà con có thể ủ để mà tự bón cho vườn cây ăn trái của mình. Còn nếu không thì bà con có thể sử dụng cái phân hữu cơ đầu trâu, không thôi là cái phân là gọi là BioLand hữu cơ đầu trâu để mà bón cho cái vườn cây ăn trái. Nhưng mà bà con lưu ý là trước khi bón á, mình cần phải có cái chỗ gọi là xới xáo nhẹ cái lớp đất mặt để đảm bảo rằng khi mà bà con bón phân á, phân nó được giữ ở trên đó. Chứ nếu không á, bà con bón xong mà bà con tưới nước một cái là mấy cái hữu cơ này mà nó trôi xuống dưới mương hết trơn, lúc đó bà con sẽ tốn tiền mà cái hiệu quả nó không cao. Đất khỏe mới có cây lành, trái ngọt. Đây cũng là mong mỏi của bà con nhà vườn. Ứng dụng hiệu quả kỹ thuật canh tác và sử dụng phân bón phù hợp không chỉ tiết kiệm chi phí, gia tăng thu nhập, mà còn góp phần giảm suy thoái chất hữu cơ, giúp đất khỏe để hướng tới nền sản xuất cây ăn trái bền vững.